Thưa quý vị, sau một ngày tạm nghỉ, sáng nay ngày 15 tháng 12, phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Alibaba và 22 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi các bị hại. Có 1.483 người được xác định là bị hại xếp hàng dài chờ tới lượt nộp đơn tố cáo. Hội đồng xét xử cho biết trong thời gian thụ lý vụ án, hội đồng xét xử vẫn liên tục nhận được đơn tố cáo từ các khách hàng của công ty Alibaba. Tòa sẽ dừng tiếp nhận đơn từ trưa thứ 6 ngày 16 tháng 12. Vì vậy, lượng người nộp đơn và hồ sơ khá đông, xếp hàng dài, trong đó có nhiều người cao tuổi. Theo cáo trạng, Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc công ty Alibaba, giao những người thân tín đứng tên và mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, tự vẽ ra 58 dự án ma và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng. Cơ quan điều tra đã làm việc được với 4.065 nạn nhân tương đương với số tiền hơn 2.100 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Đa phần các bị hại không biết mình bị lừa cho đến khi luyện bị bắt. Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo. Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo nên bị hại không thể đòi được đất. Cũng trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 12, thì một cụ ông 82 tuổi trú tại thành phố Bắc Giang đã đem xăng, bật lửa đến Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang châm lửa đốt dẫn đến bản thân nguy kịch theo đó vào sáng nay tại phòng tiếp dân của tòa án nhân dân tỉnh bắc giang có trụ sở tại thôn an phong xã tân tiến thành phố bắc giang xuất hiện một người đàn ông cao tuổi đã mang theo xăng và bật lửa rồi châm tự thiêu lúc này chưa đến giờ làm việc nên trong phòng chỉ có duy nhất người đàn ông này bị bén lửa hậu quả vụ tự thiêu đã khiến cho người đàn ông này bị bỏng nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch lực lượng chức năng ngay sau khi nhận được thông tin đã lập tức vào cuộc để điều tra vụ việc này Qua các thông tin xác minh ban đầu thì người này là một cụ ông 82 tuổi trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Tại Cao Bằng thì bệnh viện đa khoa của tỉnh này vừa thông tin rằng tiếp nhận cấp cứu bé trai 28 tháng tuổi, trú tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng bị chó cắn gây tổn thương nghiêm trọng vùng đầu, vùng mặt. Bé 28 tháng tuổi được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn, nhiều vết thương chảy máu vùng đầu, mặt. Ngay lập tức thì bệnh nhi được các bác sĩ cấp cứu cầm máu, giảm đau, băng bó vết thương. Sau đó thì bệnh nhi được chuyển phẫu thuật cấp cứu. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé ổn định. Theo các bác sĩ, trường hợp trẻ nhỏ bị chó nhà cắn gần đây càng trở nên phổ biến, nhiều bé bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí là tử vong do bị chó cắn. Đáng chú ý các bé bị cắn bởi những con chó được nuôi trong gia đình hoặc hàng xóm, những vật nuôi thường ngày hay gần gũi và người nhà thường không có đề phòng với chúng. Mới đây thì bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng vừa tiếp nhận và điều trị cho hai cụ bà 75 tuổi tại Gia Lâm Hà Nội trong tình trạng tổn thương nặng nề ở tay và đều bị gãy xương trụ do chó nhà tấn công. Qua những trường hợp trên thì các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh có trẻ nhỏ nên hạn chế nuôi chó, nếu nuôi chó thì chúng phải được trích ngừa, xích ở nơi xa trẻ em, dọ mõm, nhắc nhở trẻ tránh tiếp xúc đùa giỡn khi chó đang ăn, ngủ cũng trong ngày hôm nay ngày 15 tháng 12 thì công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã phối hợp với công an quận Hải Châu khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng chuyên cho tiểu thương và người lao động nghèo vay tiền với lãi suất cao lên đến 304% trên năm. Cụ thể, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bắt tạm giam đối với Trần Tuấn Vũ sinh năm 1990, Phạm Hà Long sinh năm 1987 và Trần Thanh Tùng sinh năm 1984 cùng quê Hà Nội để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Trước đó, ngày 5 tháng 12, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phạm Hà Long đang đi thu tiền cho vay trả góp tại đường Lê Thanh Nghị, thành phố Đà Nẵng với lãi suất cao. Qua xác minh, lực lượng công an đã khám xét nơi ở của Long, phát hiện thêm đối tượng Trần Thanh Tùng ở trung phòng cùng hoạt động cho vay nặng lãi và đối tượng Trần Tuấn Vũ là đối tượng cầm đầu, cung cấp tiền để Long và Tùng đem cho vay nặng lãi. Mức lãi suất vay từ 146 đến 304% trên năm. Các nạn nhân chủ yếu là tiểu thương và người lao động nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Với số tiền cho vay từ 3 đến 50 triệu đồng, thời gian cho vay từ 30 đến 100 ngày. Tại phòng của Phạm Hà Long, thì cơ quan công an đã thu giữ 2 xe mô tô, 15 quyển sổ ghi chép tính tiền cho vay, 79 sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, 96 giấy chứng minh nhân dân, 12 giấy căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài sản thế chấp khác. Được biết, nhóm đối tượng từ Hà Nội vào thành phố Đà Nẵng để cho vay nặng lại. Một thanh niên tại bang Florida của Mỹ đang đối diện với án tù hơn 20 năm vì lừa đảo tiền hỗ trợ COVID-19 để mua siêu xe Lamborghini, đồng hồ Rolex và nhiều đồ xa xỉ khác. Thẩm phán Liên bang Mỹ đầu tuần này tuyên bố bị cáo Valesky Rabusi, 28 tuổi, sống tại thành phố Miami, bang Florida, phạm 9 tội lừa đảo qua điện thoại, rửa tiền và đánh cắp nhận dạng nghiêm trọng. Chương trình bảo vệ tiền lương PPP được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 2020 để giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại sau các đợt dịch Covid-19. Người vay nếu tuân thủ một số tiêu chí của cơ quan doanh nghiệp nhỏ đề ra có thể không phải hoàn trả số tiền đã vay. Barosi bị cáo buộc đã lừa gạt cơ quan chức năng để vay 2,1 triệu đô la Mỹ từ chương trình PPP, sau đó thì dùng số tiền này mua siêu xe Lamborghini Huracan, đồng hồ hạng sang Rolex và Hublot, mua quần áo đồ hàng hiệu Louis Vuitton, Gucci và Chanel, đi máy bay riêng. Tuy lừa đảo nhưng Barossi không ngại phô trương lối sống xa hoa trên mạng xã hội với một tài khoản Instagram có hơn 110.000 người theo dõi. Trên đó thì Barossi tự tuyên bố mình là hình mẫu thành công của người nhập cư, xuất thân từ Haiti sang Mỹ làm việc tại siêu thị Walmart nhưng sau đó phất lên thành phó giám đốc khu vực của một công ty sửa chữa tín dụng với doanh số 3,6 triệu đô la Mỹ. Mới đây thì một người phụ nữ họ Giang ở Trung Quốc đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài hàng chục năm với ông chồng luôn mải mê câu cá. Theo lời của Giang thì sở thích này không chỉ khiến cho bạn đời của cô bỏ bê vợ con mà anh ta còn suýt lỡ phiên tòa ly hôn. Theo tờ đơn được đệ trình lên Tòa án Nhân dân huyện Cư Giã, tỉnh Sơn Đông, trong suốt 10 năm bên nhau, người chồng họ Săn đã dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để chạy theo thú vui, trong khi vợ đảm đương mọi công việc nhà và chăm sóc con cái. Quyết định của Trang xuất phát từ nỗi thất vọng dành cho người chồng vô tâm. Vì mãi mê câu cá với bạn bè thì Săn còn quên mất thời gian xét xử và chỉ xuất hiện sau khi thẩm phán gọi điện nhắc nhở. Theo người vợ chồng mình chỉ thức dậy sau khi vợ đã nấu xong đồ ăn sáng. Sau một ngày làm việc thì Săn chỉ nằm trên ghế sofa và nghịch điện thoại di động. Dùng bữa xong thì anh đi thẳng ra ngoài để câu cá và ở đó cả đêm. Săn cũng đồng ý chấm dứt cuộc hôn nhân vì cảm thấy chán ngấy với những lời phàn nàn của vợ. Thẩm phán đã chấp nhận đơn ly hôn khi quá trình hòa giải không thành công. Năm ngoái để cứu vãn các cuộc hôn nhân khỏi cảnh đổ vỡ, chính phủ nước này đã công bố chính sách 30 ngày hòa giải theo đó các cặp vợ chồng có ý định chia tay sẽ cần trải qua một tháng cân nhắc trước khi cơ quan chức năng xử lý hồ sơ